Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Lông TV trong phần chơi Minecraft Medieval RPG. Hôm nay sẽ chơi sang kiếm ha. Không chơi cây kia nữa. Đổi kiếm đi, cầm mấy khiên. Rồi xong nâng kill. Nâng kill cầm khiên á. Confirm. Chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ. Tăng zombie. Tăng zombie. Đi đâu đây? Đi xuống chỗ tối. Creeper. Zombie. Ok. Tiếp tục zombie đâu? Ui da. Có con gì mới ở bển kìa. Mới thấy nó. Chỗ này vắng tanh nha. Đâu có sáng đâu ta. Lạ dữ. Zombie nó tụ tập với một đống ở bển luôn. Ồ, trai đần luôn. Lại là dính độc nữa. Không được. Từ từ bình tĩnh. Ok. Ôi trời, bánh kìa. Goblin Bakery. Baker. Bánh. Bánh ghê quá, bánh biết phát nổ nữa. Egg roller. Egg rover. Rất là đường. Mấy con rồi. 7 con rồi. Ui da. Đánh sau lưng nữa. Ghê chưa. Mười bốn. Bay đi cưng ơi. Khó chịu quá. Nó bay hoài luôn á. Ê, có bộ giáp kìa. Cái gì vậy? Ê, Galen. Ồ, té luôn mới ghê. Từ từ. Ôi, đánh tới luôn. Căng thiệt. Ok. Có gì không? Tao ít quái quá à. Thiệt luôn á. Đập ra lấy xác mang về. Wow, gì đây? Phân hả? Phân, keo, silverfish. Ập bỏ khó chịu quá. Gì vậy? Không có đồ gì đặc biệt. Không có đồ gì đặc biệt hết á. Đỡ chút. Chúng ta coi có cần cái này không nè. Compass. Không cần. Cũng được. Ok. Spider-Link. Bỏ lại. Không cần bỏ lại, đem về làm gì? Chặt nhà, chặt cửa. Không có gì trơn hết á. Đường lạ ghê luôn. Oh yeah luôn. Deep Dark. Có gì rồi đó. Ý, bot. Con gì đó giờ, Silver King hả? Silverfish. Bye bye. Tôi đi đây. Fuck a trick. Hoàng lo đánh mà không chú ý đến giọt. Không chú ý luôn á. Ghê thật. Diamond. Pocket trick. Chính xác. Ui, vậy cũng lũi đầu vô được nữa. Bó tài. Khó chịu, khó chịu. Lộn. Cất vô. Mất hết kinh nghiệm luôn. Đau. Nhiều vậy. Nhiều ghê luôn á. Thôi đi về. Khó chịu quá rồi. Silver. Đừng về đâu. Đây. Không chơi nữa. Mệt rồi, đi về. Đụng nhẹ vậy thôi mà cũng có sát thương nữa thiệt. Khó chịu. Ta bay cả. Téo bắt tiêu luôn. Đủ chưa? Một con nữa. Đó. Ê, con này nữa. Rút kinh nghiệm của con này hay bị crash một lần rồi. Không chơi. Hay. Ai đó? Actor ghê à. Đá thôi. Có nhiệm vụ hạ gục con nó luôn á. Nổ ghê hả? Một con zombie nữa. Một đàn zombie luôn. Ok, lên đây đứng. Nhận phần thưởng cây kiếm. Lấy cái này. Và phải săn con mixer. Rồi, đang để cầm khiên. Cộng thêm 10% sát thương. Chiêu gì không? Không có chiêu gì hết. Khó quá không trưởng được. Đánh hơi phê. À, bây giờ đi về luôn đi. Đi leo lên trển. Ô. Giỡn bạc hả? Nó đâu có hiền. Nó đó, nó bò tới kìa. Cho em chạy cái đi. Ôi, thiệt tình luôn á. Tôi cho chạy cái đi. Không có chạy được. Đập mặt. Tỉnh lắm. Thức giấc rồi. Mơ đi cưng ơi. Tôi đi đây. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Xuống. Xuống. À. Thôi, rồi như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta vừa trải nghiệm phần chơi Minecraft Medieval Fantasy hoặc Fantasy Medieval RPG chứ. Ở phần chơi đưa chúng ta đi luyện cấp ha. Chỉ việc luyện cấp, đánh này nọ, nâng cấp đồ, nâng cấp điểm. Còn bây giờ thì mình sẽ khép nhìn ngày hôm nay đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác. Bye bye.